Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng các bị cáo được dẫn giải đến tòa. Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, sáng ngày 19 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu mở phiên xét xử sơ thẩm ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào lúc 7 giờ 20 phút sáng ngày 19 tháng 3, Xe chở các bị cáo đã đến trụ sở tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trên đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh, được cảnh sát dẫn giải đến phiên tòa trong trang phục áo khoác đen, còng tay được che bằng tờ báo. Có thể thấy ông Dũng đến tòa trong trạng thái tinh thần khá ổn định. Các bị cáo khác cũng lần lượt được đưa tới ngay sau đó. Cùng hầu tòa với ông Đỗ Anh Dũng còn có Đỗ Hoàng Việt là con trai của ông Dũng phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán kiêm giám đốc ban tài chính kế toán tân hoàng minh hoàng quyết chiến quyền phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán kiêm giám đốc ban tài chính kế toán lê thị mai nguyên phó trưởng ban nguồn vốn vũ lê vân anh phó giám đốc ban nguồn vốn nguyễn văn khẩn phó trưởng phòng ngân sách trung tâm tài chính kế toán lê văn thịnh phó tổng giám đốc trần hồng sơn phó tổng giám đốc nguyễn khoa đức trợ lý phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, giám đốc công ty Cung điện Mùa Đông, Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Ngôi sao Việt, Bùi Thị Ngọc Lân, nguyên giám đốc công ty kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc, Lê Văn Giò, tổng giám đốc công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội, Phan Anh Hùng, nguyên phó giám đốc công ty CPA Hà Nội chi nhánh Sài Gòn, Nguyễn Thị Hải, nguyên phó tổng giám đốc công ty CPA Hà Nội. Theo ghi nhận, Bất chấp trời mưa lớn, vào lúc 6 giờ sáng ngày 19 tháng 3, tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã có hàng nghìn bị hại đội mưa đến tòa từ khá sớm. Trong vụ án Tân Hoàng Minh, nhà chức trách xác định có đến 6.630 bị hại. Do lượng người tham dự lớn, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã bố trí dạp ngoài trời, màn hình lớn, loa và bố trí chỗ ngồi. Mặc dù tòa đã bố trí 8 bàn tiếp nhận giấy tờ, nhưng lượng người dồn đến quá đông dẫn đến ủn tắc và chen lấn đến 8 giờ 15 phút, lượng người tới làm thủ tục vẫn chưa hoàn tất. Phiên tòa xét xử Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm dự kiến kéo dài 20 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa. 5 kiểm sát viên được phân công đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện quyền công tố tại tòa. Có gần 30 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo. Chiều ngày 15 tháng 3, tức trước thời điểm xét xử vụ án vài ngày, các cơ quan tố tụng đã nhận được đơn của hơn 1.200 nhà đầu tư là những bị hại trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh xin giảm án cho các bị cáo. Trong đơn, hơn 1.200 nhà đầu tư này đã đề nghị tòa án, viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo, với lý do toàn bộ các bị cáo đều đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm có nhân thân tốt. Riêng đối với hai bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Đỗ Hoàng Việt, con trai bị cáo Dũng, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, các bị hại đề nghị cơ quan tố tụng xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt vì trong thời gian ngắn họ đã nỗ lực khắc phục hoàn toàn 100% số tiền của người mua trái phiếu là hơn 8.600 tỷ đồng vào kho bạc nhà nước. Những bị hại này cho rằng hành vi khắc phục hậu quả của bị cáo Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt giúp cho các bị hại giải tỏa được tâm lý lo lắng. Trong vụ án này, hai bị cáo Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt cùng với 8 bị cáo thuộc Tân Hoàng Minh và 5 bị cáo khác bị viện kiểm sát truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 khoản 4 điểm a Bộ luật hình sự. Phiên tòa sắp tới có hơn 20 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Liên quan đến vụ án, có 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến tòa. Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, giai đoạn 2021-2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt, khiến tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn, cần tiền để trả nợ đến hạn và quá hạn, tiếp tục đầu tư mua bán cổ phần, dự án, chi phí hoạt động. Để giải quyết những khó khăn này, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàng Minh sử dụng ba pháp nhân công ty Ngôi Sao Việt, Solin và Cung điện Mùa Đông, ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống, làm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ. Nhóm bị cáo đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng. Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán khống để trở thành trái chủ sơ cấp, tập đoàn Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật. Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, bị cáo Dũng đã chỉ đạo sử dụng không đúng với mục đích phương án phát hành trái phiếu, trong đó dùng hơn 5.100 tỷ đồng của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Tại thời điểm vụ án được khởi tố, số tiền chiếm đoạt được xác định là hơn 8.800 tỷ đồng. Sau khi giảm trừ 163,5 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của công ty Tổng Bách Hóa thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh thì số tiền chiếm đoạt còn lại là hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 bị hại. Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã xác minh truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ việc bán trái phiếu được bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng trái mục đích phương án phát hành để thu hồi các bị cáo, gia đình bị cáo, tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức liên quan đã phối hợp tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra với tổng số tiền hơn 8.600 tỷ đồng. Số tiền đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại. Ông trùm bất động sản Đỗ Anh Dũng và khối tài sản khủng trước khi bị bắt Ngày 5 tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh và các tổ chức đơn vị có liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước khi bị bắt ông dũng nổi tiếng là đại gia bất động sản với việc nắm giữ cổ phần tại nhiều doanh nghiệp ước tính số tài sản lên đến gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Dũng đang sở hữu 51,48% trong tổng số vốn điều lệ đến 10.000 tỷ đồng của tập đoàn Tân Hoàng Minh, tương ứng 5.148 tỷ đồng. Bên cạnh đó là 15% cổ phần tại công ty cổ phần Dpay có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, tương ứng 7,5 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Dũng còn nắm cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn với 80%. Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Tân Hoàng Minh với 34%, Công ty cổ phần nhà Dieland với 25% và Công ty cổ phần Quản lý bất động sản Ánh Sáng Việt với 80%. Ông Đỗ Anh Dũng sinh năm 1961, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, gọi tắt là tập đoàn Tân Hoàng Minh tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1993. Ban đầu, Tân Hoàng Minh hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như sản xuất và xuất khẩu mây che đan, kinh doanh khách sạn, kinh doanh phát triển nhà, xây dựng, dịch vụ vận tải công cộng bằng taxi. Đến năm 2006, ông Đỗ Anh Dũng đã dần chuyển hướng sang tài chính và bất động sản, trong đó kinh doanh bất động sản được xác định là hoạt động chính và tạo được nhiều tiếng vang lớn với những dự án nghìn tỷ ở những khu đất vàng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Loạt dự án hạng sang đầy tai tiếng của Tân Hoàng Minh Tân Hoàng Minh nổi danh là chủ đầu tư của nhiều dự án hạng sang, với những cái tên quý tộc cổ điển châu Âu như The Palais Louis, Nguyễn Văn Huyên, The Lizoy Soleil, Quảng An, The Lipon Dior, Hoàng Cầu, The Eldorado Dorado, Phú Thanh, Phú Thượng, The Capital, Trần Duy Hưng. Nhưng tập đoàn này cũng từng dính không ít lùm xùm, tai tiếng. Trong đó, phải kể tới vụ bỏ cọc đất thủ thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 1 năm 2022. Trước đó, Tân Hoàng Minh cũng được giới đầu tư nhắc tên ở các dự án chậm tiến độ. Đáng chú ý nhất là dự án căn hộ siêu sang The Palais de Louis ở số 6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Được khởi công xây dựng vào cuối năm 2009 và dự kiến hoàn thành vào năm 2013, nhưng cho đến thời điểm sau khi ông Dũng bị khởi tố, dự án này vẫn chưa hoàn thiện. Điều đáng nói, đây được coi là dự án có mức giá siêu đắt. Căn hộ The Palais de Louis được giao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng một mét vuông, tương đương khoảng 13 tỷ đồng đến 27 tỷ đồng, tức 1,3 triệu đô la Mỹ một căn. Tuy nhiên, do chậm tiến độ, chủ đầu tư đã phải trả lại toàn bộ tiền đặt cọc cho khách hàng. Năm 2017, Thanh tra Bộ Xây dựng từng ban hành kết luận thanh tra ba dự án vi phạm trong quá trình triển khai xây dựng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội, gồm The Lepon Hoàng Cầu, The Palais Louis và The Leroy Somerin Quảng An. Tại dự án The Play Louis, một số gói thầu thi công đã hết hiệu lực, hồ sơ quản lý chất lượng không có biên bản nghiệm thu thiết bị thi công, 8 nhà thầu không mua bảo hiểm theo cam kết của hợp đồng. Còn hai dự án The Lipoy Hoàng Cầu và The Leroy Somerin Quảng An có nhiều vấn đề như chủ đầu tư thẩm định công tác thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình chưa đúng mẫu quy định trước khi phê duyệt. Một số gói thầu cán bộ tư vấn giám sát không thực hiện giám sát theo đề cương đã được chủ đầu tư chấp thuận và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tại Hà Nội, lô đất ở số 22 24 hàng bài, quận Hoàn Kiếm, được mệnh danh là lô đất kim cương, khi sở hữu vị trí đắc địa nhiều mặt tiền, cũng là một trong những dự án đầy tai tiếng của Tân Hoàng Minh. Khu đất dự án này có giá đền bù thuộc hàng cao nhất Hà Nội một số vị trí lên tới 1 tỷ đồng một mét vuông. Các căn hộ ở đây được giao bán với giá từ 7 đến 35 tỷ đồng, sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã dành 7 năm để có thể nhận được giấy phép quy hoạch cho dự án. Tuy nhiên cuối cùng, Tân Hoàng Minh đã sang tay cho Masteris Home để triển khai dự án bất động sản hàng hiệu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2015, Tân Hoàng Minh từng trúng thầu khu đất vàng 3.000m2 tại số 23 Lê Duẩn, quận 1, với mức giá cao nhất là 1.430 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần giá khởi điểm. Rồi sau đó đề nghị hủy kết quả vì cho rằng đơn vị tổ chức có sai phạm về mức giá. Đến tháng 6 năm 2016, doanh nghiệp lại đề nghị được tiếp tục mua lô đất trên. Ngoài số tiền trúng đấu giá, Tân Hoàng Minh phải nộp thêm 260 tỷ đồng tiền phạt. Khi đó, Tập đoàn này cho hay đến quý 3 năm 2017 sẽ khởi công xây khu phức hợp văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ. Nhưng đến năm 2019, mảnh đất này đã được chuyển nhượng cho Techcombank. Những thông tin liên quan đến phiên xét xử chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh và đồng phạm sẽ còn được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị bấm like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.